một mẫu váy rất là năng động trẻ trung dành cho tất cả các cô nàng đây. Mẫu này thì phải nói là rất là dễ mặc rồi, tuổi nào cũng mặc được, thân hình nào cũng mặc được luôn. Một cái mẫu váy suông đó, với chất liệu là Yumi cotton, có giãn 4 chiều. Mẫu này thì bọn bầu bí cũng Montrain luôn nhá. Đây mọi người thấy không, chất liệu như thế này thì bầu bí cũng Montrain được này. Ngoài ra thì thiết kế hay, túi đấy rất là xinh nữa. Bình thường mọi người nghĩ là váy suông thì rất là khó để kiểu nhìn nó sang, đa phần là mọi người chỉ mặc kiểu đi chơi vui vui thôi ý, hoặc là mặc ở nhà thôi. Nhưng mọi người thấy là cái mẫu này được thiết kế một cái cách mà nhìn nó vẫn rất là đẹp, vẫn rất là thể thao, để mọi người có thể mặc được ra đường, mặc đi cà phê, đi chơi được luôn á. Đi kiểu đi chụp ảnh check in du lịch này kia cũng rất là xinh nữa. Em này thì tông của nó là tông màu be. Màu be này thì luôn luôn là rất là đẹp rồi, tông màu da dã man luôn. Ngoài ra thì em áo này được thiết kế phần mũ nữa này. Phần mũ này nhìn đằng sau nó cũng rất là xinh nữa. Có giày ở đây. Mặc em này thì nên đi giày thể thao nhá, nhìn cho nó khỏe khoắn mọi người ạ. Nó sẽ có 3 màu để mọi người lựa chọn luôn. Ngoài em màu be này thì nó còn có em màu đen. Em màu đen thì cũng rất là dễ mặc. Em này thì Phương cũng sẽ làm một clip review cho mọi người luôn. Đó. Em này thì lên dáng, lên người thì người cực kỳ gọn là mignon luôn. Và màu cuối cùng là màu đỏ. Màu đỏ này thì cũng rất là nổi nhá mọi người nhá. Gọi là chụp ảnh lên thì mê ly luôn. Và em váy này thì cũng có đầy đủ size nhá mọi người nhá. S, M, L, XL như Phương đang mặc S này. Đó. Những ai mà bình thường 52, 53 thì vẫn bon chen được cái size S này luôn. Vì nó có giãn mà.